coi như là nhìn phải nói như một cái xe thương hiệu Toyota, số má là nhẹ nhàng không? Nhẹ. Vô nhẹ không? Nhẹ hả? Tất cả các tính năng đèn kèn còi, tất cả cái đang hoạt động đều hết đúng không? Và đây hôm nay em cũng giới thiệu là em nào mà chưa có người yêu mà có anh nào bỏ rồi thì cứ alo em cho số anh áo tím nhá. Đấy, rất là men. Rất men. Đấy, anh áo tím rất là men. Anh này tên Thuận nhá, đang độc thân. Số rất là nhẹ nhàng nha anh chị. Chào mừng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung, chuyên mua bán và sửa chữa. Em chúng chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay em chồng cũng vừa về con Toyota Jay 7 chỗ nha anh chị. Con này phải nói là cực kỳ là zin, nếu so với lại một cái đời, một cái năm sản xuất như vậy thì để đem tìm chiếc thứ hai là rất là hiếm. Toyota Jay 7 chỗ thương hiệu đến từ Nhật Bản nha anh chị nha. Nói chung là con này phải nói là cọp luôn nha anh chị nha. Đó, có em nó đang lau chùi, nó vừa xịt nước xong thôi. Thì mà có xe này cũng còn có mấy cái chỗ mà nó chảy, nó móp thì chút xíu thì em Trung sẽ quay hết. Nó có sao thì em Trung nói vậy hết. Còn anh chị muốn dọn dẹp thì tất cả cái thì em Trung dọn dẹp nha. Cái này thì giảm tút lại thì hết cũng không bao nhiêu tiền đâu. Dọn dẹp lại, quấn bát lại thì tất cả cái thì nó không bao nhiêu tiền hết, tốn khoảng triệu bạc là coi như cái xe nó đẹp như cậu ấy mở. Đấy, hôm nay thì em sẽ đi chi tiết về phần bên ngoài, nói chung là cũng em lướt sơ thôi chứ cũng cần phải lòng vòng chi anh chị không, anh chị thấy không, con Toyota Jay sinh năm 1997 giá vài chục triệu 7 chỗ, phải nói là cực kỳ là đẹp nha anh chị nha. Em không phải quảng cáo, không phải khen, nhưng mà phải nói là con này rất là đẹp. Keo chỉ zin. Đó, keo chỉ zin nha anh chị. Đó. Đây này thì cái cua về này. Em nó đã chảy nhưng mà cái này thì em Trung sẽ xử lý lại cho anh chị hết tất cả một cái nha. Bộ tem này là vẫn là bộ tem zin nha anh chị, bộ tem zin. Chỉ là chưa đẹp mà so với một đời như này thì thật sự là tìm một con xe này rất là hiếm. Anh chị thấy chưa? Nội thất đẹp mê đi luôn nha anh chị nha. Đó. Nội thất đó. Tất cả cái nội thất thì mới len ken xe ben hết nha anh chị. Đó, thấy chưa, đẹp chưa. Tay lái này Toyota Jay nha anh chị. Đó, 7 chỗ. Thì em nó được trang bị bọc thêm lớp sàn rồi. Xe này thì anh chị phải nói là không có cái chuyện mà mục mọt nha. Khung sườn tất cả cái là chưa có một dấu hiệu đâm va nha anh chị. Đây này nó đang còn nước sơn zin nha anh chị. Đó. Táp bi của em nó này, chị thấy chưa? Keo chỉ này, zin chưa? Zin chưa? Quá zin. Nên là xe này cũng có vài chục triệu thôi. Không có nhiều nên là đâm ra là em Trung cũng quay lướt sơ thôi anh chị. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em Trung. Cho số hotline 0962494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, đi Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng. Là anh chị thấy không? Nói chung là cái bộ hàng ghế của em nó thì cũng rất là đẹp nha anh chị. Tất cả cái thì xe này cũng vừa mới được bọc mới rồi nha anh chị. Đã được bọc được bộ ghế mới rồi. Chị thấy chưa? Đẹp chưa? Rất là đẹp. Xe này về bỏ ra tầm khoảng triệu bạc đó, xong là coi như là cái xe nó đẹp như cậu với mở nha anh chị nha. Và cái đèn này nó bể này, em Trung sẽ thay luôn cái đèn cho anh chị nhé. Cái này chỉ có dặm tút lại thôi, cũng không có làm gì nhiều. Nước sơn zin nha anh chị, nước sơn zin nhá. Toyota Jay mà đời này thì anh chị thử nghĩ coi bây giờ tìm đâu ra một chiếc thứ hai mà có như này. Đấy. Trần của em nó kìa, đang là trần zin. Anh chị thấy chưa? Hai dàn lạnh nhá, hai dàn lạnh. Nội thất là tất cả cái thì anh chị cũng phải suy nghĩ. Quá đẹp. Em nó được bọc lại cái sàn này nha anh chị. Đó. Bọc lại sàn này.
tắp bi tắp đầu là tất cả cái bọc đều toàn bộ là mới hết. Tất cả là trụ chiếc, tất cả cái anh chị thấy chưa? Giờ này mà còn cái xe như này thì phải nói là cực kỳ là zin, cái đó bỏ đi. Đây, và mấy cái chỗ mà nó chảy chảy chóc chóc này thì em Trung sẽ dọn lại cho anh chị đẹp trai lại. Keo chỉ này. Nói anh chị không tin. Thấy chưa? Keo chỉ nhá. Tắp bi này là vẫn còn đang còn tắp bi zin này, chưa bọc lại này. Anh chị thấy chưa? Để mà tìm chiếc thứ hai là rất là hiếm. Và nó được trang bị thêm bộ mâm đúc nha. Mâm đúc này là cái mâm này là mâm zin theo xe nha anh chị nha. Này, bụng dè của em nó này. Thấy chưa? Đẹp không? Xe thì cam kết với anh chị là không có mục mọt nhá. Thì đây này. Những cái chỗ này nó bị chảy thì xe em Trung về có sao thì em Trung nói vậy hết. Tất cả một cái em sẽ dọn, em Trung dọn lại sạch sẽ đẹp trai lại cho anh chị. Giá chỉ có vài chục triệu. Che mưa che nắng, đi vườn đi rẫy, tất cả cái đều ok hết. Này. Anh chị thấy chưa? Và đây em nó được hay cái là em nó có trang bị thêm một cái ghế nhỏ này anh chị này. Này, ghế gập, ghế nhỏ này, thấy chưa? Cái này là zin luôn nha anh chị. Đây, thấy không? Đấy. Lên xuống tất cả cái đều ok hết nha anh chị, thấy không? Bằng ghế sau của em nó này. Đẹp chưa? Quá đẹp đúng không anh chị? Sàn tất cả cái bọc mới lên kia xe ben lên. Nhìn phải nói là vài chục triệu thôi mà đã có ô tô đi như thế này thì tìm đâu ra anh chị. Này. Toyota này, thương hiệu này. Đó. Củ số rồi anh chị này, thấy chưa? Củ số chưa? Đẹp chưa? Cái này là dàn lạnh. Dàn lạnh sau nha anh chị. Đó. Toyota dây. Để mà tìm một cái chiếc xe như này thì thật sự là rất là hiếm. Tappy này, nói anh chị không tin nhé, để mà tìm cái đời này mà keo chỉ zin như này thì thật sự là rất là hiếm. Đó. Toyota dây 7 chỗ. Giá chỉ có vài chục triệu cho anh chị thử nghĩ tìm đâu ra xe. Em này sinh năm 1997. Anh chị mua về bữa sau chán vác đây, bán lỗ 10 triệu nha. Chạy vài tháng đi, chán đi. Cứ alo em Trung. Bác về tới nhà em Trung. Đó, em Trung cho lỗ 10 triệu tìm đâu ra xe. Xe này em Trung bán cho anh chị với cái giá rất là yêu thương nha, rất là yêu thương. 95 triệu. À. Máy phải nói là cực kỳ là chất luôn anh chị. Này. Khóa này là em mua về thì sao đâu có vậy, nhưng mà ngày xưa cái bản thân của ngày trước là khóa là khóa đề đây, nhưng mà cái gia chủ người ta lại đổ lên trên này. Đây. Cái nút này nút công tắc này anh chị này, đề này. À. Đó, nhất cái nổ, thấy không? Máy êm ru. Đấy. À, dần lạnh. Anh chị thấy chưa? Quạt lạnh này. Quạt lạnh này. Tại vì cái thằng Toyota này phải nói là nó thuộc cái diện là lôi đồng cối đá anh chị thấy không? Rất là ok. Đây. Học để đồ. Đẹp trai chưa? Quá đẹp trai. Máy anh chị thấy không? Nhất cái nó nổ. Đó. Giá thì có vài chục triệu thế, nhưng anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra xe. Toyota dây này, thấy không? Dây, cái này là thương hiệu của Nhật Bản. Này, bốn cái mâm đúc đẹp nha anh chị. Này, vỏ lốp. Lốp trước còn 80-90%. Đăng kiểm của em nó thì còn tới tháng 10-2021, nhưng mà xe này em Trung đăng kiểm lại cho anh chị luôn. Bán cho anh chị với cái giá rất là yêu thương. Chỉ với 95 triệu. Chỉ với 95 triệu. Uống xăng con này phải nói là cực kỳ gọi là tiết kiệm như người đó. Như người đó. Anh chị thấy không? Em ngồi dưới tôi mà xe mà nhích cái nó nổ này. Anh chị không tin đây. Giờ em lên em để phát nữa. À. Anh chị thấy không? Quá đẹp đúng không? À. Em tắt máy này. À. Bật công tắc lại này, thấy không? Đề này. Ai trời ơi. Máy anh chị thấy chưa? Ok chưa? Lặn nẻo này. Quạt này, vặn này. Độc nhá. Độc. Các hướng chỉnh gió này. Tất cả cái đều ok hết. Đó.
Rất là ok, rất là ok. Còn cái công tắc lặn ở đây. Đó. Đầu đĩa này em không biết còn xài được hay không, nhưng mà em nghĩ là chắc là không xài được nữa. Cái này. Đó này là cái gì đây? À, cái bỏ tàn thuốc. Quá đẹp đúng không anh chị? Để mà tìm một chiếc xe dây có vài chục triệu thì tìm đâu ra anh chị? Đây, cần thắng này. Này cần này, cần thắng này, cần thắng giúp. Anh chị thấy không? Cái này củ số này. Máy êm chưa? À. Máy quá êm đúng không anh chị? Củ số đẹp không? Để mà tìm con xe như này thật sự là rất là hiếm nha anh chị. Toyota dây 7 chỗ ngồi. Đấy. Cọp. Đời hơi sâu một chút. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương. 95 triệu bao dọn dẹp, bao đăng kiểm cho anh chị về đi. Bữa sau chán vác đây. Em chung cho lỗ 10 triệu. Sướng chưa? Tê người luôn. Toyota dây mà chỉ có vài chục triệu thì tìm đâu ra anh chị, đúng không? Máy móc phải nói là, em nói là này, không phải suy nghĩ, máy này phải chạy này, phải nói là siêu tiết kiệm, siêu tiết kiệm, bền bỉ. Đây anh chị này, cái này là cái vỏ sơ cua nhá. Vỏ sơ cua của em nói lại nằm ngay bên hông nhá, chứ ngoài nằm đằng sau. Đây vỏ sơ cua em nói này đó. Ốp này, bề bước này, zin chưa? Đấy. Còn những cái chỗ này nó chảy thì em Trung sẽ xử lý lại cho anh chị hết tất cả một cái toàn bộ. Anh chị về chỉ việc đi, dọn dẹp mới, len keng đăng kiểm mới, về chỉ việc đi thôi. Đấy. Máy này, cục máy này anh chị thấy chưa? Êm không? Quá êm. Không có một miếng nhớt. Tìm đâu ra xe. Cái này là cây Denco đấy anh chị, cái này là chia lửa ra 4 cái máy. À, cái này là của máy lặn. Quay không? Tìm đâu ra xe anh chị. Xương giằng ngang của em nó này. Này, giờ này vẫn đang còn tem mạc anh chị. Cái này đang còn nước sơn zin nhá. Sướng không? Quay không? Anh này thì phải nói là thuộc cái diện là nồi đồng cối đá. Nồi đồng cối đá mà giá rất là yêu thương. À, chỉ có vài chục triệu thôi. Anh chị sở hữu một con ô tô che mưa che nắng mà chạy phải nói là cực kỳ là sướng, như xe tiền tỷ vậy thôi chứ có cái gì đâu. Cũng là che mưa che nắng đúng không? Tìm đâu ra một mẫu xe Toyota dây mà chỉ có vài chục triệu, thương hiệu đến từ Nhật Bản anh chị. Chạy con này là phải nói là siêu tiết kiệm. Máy 1.8 nha anh chị. Tiết kiệm lắm. Quá tiết kiệm. À, anh chị mua về đi. Chán vác bán lại cho em Trung. Em Trung cho lỗ 10 nụ. Xong. Nhanh gọn. Đấy. Em Trung còn ít mẫu xe bên kia, nên là bữa nay cũng hết xe rồi. Mà đặc biệt cái là anh chị có xe bán hoặc đổi cứ alo trực tiếp cho em Trung, gửi qua hình ảnh Zalo, em Trung sẽ thẩm định giá nhanh gọn nha. Rồi thì bây giờ cũng không có lòng vòng nữa, bây giờ em kết thúc cái video này tại đây. Thì cuối video em Trung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Đó. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều mẫu xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng, từ tiền chục tới tiền tỷ. À, nói chung là em Trung ngày hôm nay thì cũng hết xe rồi đó. Thì con xe này thì vừa mới về thì có sao, em Trung nói vậy đó. Đó, một cái chỗ chảy này, mấy chỗ chảy này đó. Em Trung làm tốn hết triệu bạc đó, đăng kiểm lại cho anh chị mới chưa đó. Quá mới, anh chị cần ký giấy rút hồ sơ, tất cả cái xe này đều ok nha. Nhìn cũ cũ bẩn bẩn, xấu xấu bẩn bẩn như thôi, nhưng mà ký rút hồ sơ là tất cả cái là pháp lý là ok nha anh chị. Đó. Rồi, hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo. Đó, thì thôi bây giờ em cũng thử tròn lính chạy thử phát này. Đó. Chạy phải nói là rất là nhẹ nhàng nha anh chị. Đó. Máy này là nổ hơi to.
chạy thử vòng á. Đây, em ngồi sau quay luôn. Đúng gọi là anh chị thấy không? Lên ghế phát là coi như là nhìn phải nói như một cái xe thương hiệu Toyota, số má là nhẹ nhàng không? Nhẹ. Vô nhẹ không? Nhẹ hả? Tất cả các tính năng đèn kèn còi, tất cả cái đang hoạt động đều hết đúng không? Và đây hôm nay em cũng giới thiệu là em nào mà chưa có người yêu mà có anh nào bỏ rồi thì cứ alo em cho số anh áo tím nhá. Đấy, rất là men. Rất men. Đấy, anh áo tím rất là men. Anh này tên Thuận nhá, đang độc thân. Đó, số rất là nhẹ nhàng nha anh chị. Một cái này xe này thì cái bánh sau hình như cái bạc đạn nó hơi gạo, về thay là cái bạc đạn nữa. Lần léo tất cả các anh chị thấy chưa, chạy rất là mượt mà. Thôi được rồi, chạy cốc thôi, quay về thôi được rồi, tới cái xăng quay về thôi được rồi. Rất là ok, Toyota mà thương hiệu đến từ Nhật Bản, vài chục triệu, 95 triệu nha anh chị. Đấy, bao dọn, bao đăng kiểm cho anh chị. Đấy, hình như xăng còn mà. Chạy đi, chạy về đi, xăng còn mà. Đổ hết xăng ra. Đấy, xe này phải nói là uống xăng và nói với anh chị là như người máy có chấm 8 à, hơn chấm thì anh chị đó. Lần quanh đâu đó thì này uống tầm khoảng 7 lít đâu. Không tới đâu. Không tới hả? Cho là tẹt ga thoải mái, tụt quần thoải mái. 7 lít xăng trên 100 cây đó. Anh chị xe này về thì đi vườn, đi dãy, rồi đi chơi bời hoa lá, thì hoa lá cằn tất cả cái quăng ngoài đường không sợ sót. Đấy. Nên thì đi mấy cái xe xịn mà cứ phải căn me nó, sợ chày, sợ này sợ kia. À, không phải, đó là máy Toyota mạnh đó. Này thì thôi, chạy khúc anh chị thôi, anh chị quan tâm các lô trực tiếp cho em Trung nha, theo số hotline. Và đặc biệt cái bạn nào chưa có người yêu thì luôn đấy, em tặng cho gan trai này anh áo tím hoa cà đấy, rất là men. Hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo.